Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án 2 căn nhà tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với 2 căn nhà này thì nằm ở trên trục ngõ thông, cách với lại đường ô tô đi lại chỉ khoảng chừng 70m. Giao thông đi lại cực kỳ thuận tiện bởi vì vị trí cách 2 căn nhà này là gần như nó nằm ở trung tâm của Hà Đông mọi người ạ. Với cái diện tích thông số nhà như sau, hướng nhà là hướng đông nam cả 2 căn, diện tích từ 34 cho tới 38m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Với cái thiết kế vừa mới hoàn thiện, vừa mới dọn vệ sinh xong thì em quay và gửi tới cho quý vị. Với vị trí căn nhà này thì gần những cái gì ạ? Gần với lại bưu điện Hà Đông, gần với lại trung tâm hành chính quận, gần với lại bệnh viện đa khoa Hà Đông, gần với lại cầu đen, cầu trắng, gần với lại bệnh viện quân y 103, bệnh viện ca Tân Triều, bệnh viện bỏng quốc gia, giao thông đi lại thuận tiện, gần với trung tâm thương mại Eamon Hà Đông, gần với phố lụa làng lụa Vạn Phúc. Căn nhà này thì ra tới làng lụa Vạn Phúc nó chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 500m thôi mọi người ơi, và với cái giá chào bán rất là hấp dẫn của một căn nhà 4 tầng 34 đến 38m nằm ở trên trục ngõ thông với cái giá chào bán tỷ 750 triệu đồng thôi ạ. Và sổ đã có đầy đủ, bàn giao luôn, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Quan trọng tất cả những dự án mà Ngọc Ánh quay gửi cho quý vị 100% là sổ đỏ đầy đủ. Mời người theo em vào khám phá cụ thể căn nhà. Thiết kế cửa chính của ngôi nhà, hai lớp cửa bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Mặt tiền của ngôi nhà 3m4, mặt hậu của ngôi nhà 3m4, chiều dài 10m mọi người ạ. Mời theo em vào tầng 1 của ngôi nhà, thiết kế chỉn chu như thế nào. Đây là phần tầng 1, toàn bộ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt đầy đủ. Gạch lát nền kích thước gạch 60, trần phào mọi cái rất là chỉn chu. Với cái tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà này là thiết kế tông màu trắng nha mọi người. Tông màu chủ đạo của ngôi nhà là tông màu trắng, cho nên bước vào trong không gian nhà nhìn nó rất là thoáng. Hướng nhà đông nam rất là mát, gần với lại làng lụa Vạn Phúc, xung quanh ngập tràn tiện ích cho quý vị con cái đi học cũng như là quý vị đi làm. Gần với lại trục đường Lê Văn Lương kéo dài, cũng như là gần với trục đường Quang Trung đi lên Nguyễn Trãi Thanh Xuân, bởi vì cái căn nhà này nó nằm ở giữa gần với cầu Am đấy mọi người ạ. Như Ngọc Ánh vừa chia sẻ, nó cách với cầu Am khoảng chừng 300m thôi. Đây là phần phòng bếp của ngôi nhà nha quý vị. Đây là không gian phòng bếp, mọi người thấy không ạ? Với cái diện tích, nếu như để mà nói như cô chú anh chị mà thường xuyên theo dõi xem cái video của Ngọc Ánh thì thấy rằng 30 đến 34m là chủ yếu. Và mọi người vẫn cứ chê là tại sao diện tích nó lại bé thế, bởi vì thực tế luôn là những cái căn nhà như thế này giá đất nó rất là cao quý vị ạ. Và đây là cái không gian phòng bếp của ngôi nhà quý vị nhá. Với cái phần phòng bếp thiết kế ở đây toàn bộ là thiết kế riêng, đội ngũ thiết kế rất là hợp lý với cái không gian nhà cũng như màu sắc của cái tủ bếp. Thiết kế toàn bộ là màu trắng tinh khôi, nhìn nó rất là đẹp, rất là trẻ và phù hợp với tất cả các độ tuổi. Đấy, hệ thống phụ kiện bếp đi kèm thì được thiết kế lắp đặt đầy đủ cho quý vị. Chậu rửa inox 304, vòi rửa inox 304, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn. Chậu rửa, vòi rửa xong hết rồi. Căn nhà này theo đúng như hiện trạng thì quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay lập tức. Xung quanh bếp thì ở đây là ốp gạch bông mọi người ạ. Nhìn nó rất là đẹp, mẫu mã mới nhất bây giờ. Nhìn thực tế luôn nó rất là hiện đại và thời trang. Còn đây là không gian để tủ lạnh nha mọi người. Ở đây có thể để quý vị có thể để cho Ngọc Ánh một chiếc tủ lạnh side by side thoải mái. Và không gian phòng bếp ở đây có thể kê một bộ bàn ăn rất là hợp lý. Quan trọng nó là vị trí, bởi vì cái vị trí này nằm ở trên trục ngõ thông, giao thông đi lại thuận tiện, trung tâm của Hà Đông, gần cầu đen cầu trắng, thì quý vị nào có đi làm ở khu vực Nguyễn Trãi Thanh Xuân cũng rất là gần. Ngoài cái phần phòng khách ở bên ngoài, phòng bếp ở bên trong thì ở đây còn thiết kế cho quý vị một phòng vệ sinh nhỏ nhắn đáp ứng cho công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1, gồm bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Căn nhà này theo đúng như hiện trạng, quý vị có thể dọn đồ về ở được ngay trong ngày luôn. Sổ đỏ cũng sang tên luôn trong ngày, pháp lý chuẩn chỉnh, yên tâm. Toàn bộ hệ thống tay vịn cổ trụ cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế ở đây toàn bộ là gỗ lim nha mọi người. Đó, một căn nhà cao cấp, thiết kế gỗ cao cấp, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng, và phần ngăn cách giữa cầu thang và phần phòng khách ở đây cho quý vị là một vách lam gỗ trang trí, cũng như là để ngăn cách phong thủy cầu thang hướng ra phía mặt ở bên ngoài. Như vậy còn đang review chi tiết đường, hướng, giá, vị trí thuộc phường Vạn Phúc, quận Hà Đông,
đi lại thuận tiện. Mời người theo em nên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và với căn nhà 34m2 này thì thiết kế mỗi một tầng 2 phòng, hành lang đi vào rất là rộng, cửa sổ ở phía hành lang đây mọi người ạ. Đấy, hành lang đi vào giữa hai căn phòng ngủ, cầu thang ở giữa, phòng vệ sinh ở giữa. Mời quý thưa em, và phòng ngủ đầu tiên của ngôi nhà. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên ở phía bên trong. Cửa sổ mở rất là thoáng. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều đã được lắp đặt đầy đủ. Với phần tầng 2 này thì thiết kế gạch là gạch vân gỗ 60-60. Nhìn nó cũng khá là giống với lại sàn gỗ công nghiệp, tuy nhiên nó là gạch lát nền mọi người nhé. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Và hành lang đi vào rất là rộng, hành lang 1m2 để đi vào giữa hai phòng và phần phòng vệ sinh. Ở trên phía tầng 2 của ngôi nhà thiết kế ban công mở thực tế, hướng được ra phía bên ngoài cho quý vị. Đây, rất là thoáng mọi người ạ. Đó, gần với lại đường chính, gần với đường ô tô đi lại được, gần với lại phố Ngô Thị Sĩ, Vạn Phúc. Với cái căn phòng ngủ, hai phòng ngủ này đều rất là vuông vắn. Nhà này là nhà vuông vắn, cho nên là quý vị hoàn toàn yên tâm. Phòng ngủ thì quý vị có thể thuê đội thiết kế nội thất về thiết kế cho mình lên một cái căn phòng siêu sang, siêu chảnh luôn. Bởi vì là thiết kế theo đúng với cái kích thước phòng ấy mọi người. Tất cả các phòng thì đều thiết kế hệ thống trần thạch cao, đèn led, ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa cho quý vị đầy đủ hết rồi. Căn nhà này thì đúng là chỉ việc xách vali về và ở thôi. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng giữa hai phòng ngủ nha mọi người. Đây, phòng vệ sinh sử dụng này thì là được thiết kế toàn bộ là ốp gạch 30-60 lên trên tới tận trần này. Rồi là ở trên này nó quạt mùi và cái hệ thống ống chờ bình nóng lạnh này. Bồn cầu liền khối, sen cây, rất là chắc chắn, lavabo. Đó, đáp ứng công năng sử dụng cho quý vị. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp, rất là thoáng đúng không ạ? Như vậy tầng 2 của anh đã review rồi, mời quý vị em lên trên phía tầng 3 nha. Và với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế giống hệt tương tự như tầng 2. Như vậy bước lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà này thì căn nhà này có 4 phòng ngủ riêng biệt rồi mọi người ơi. 4 phòng ngủ riêng biệt đáp ứng công năng sử dụng cho quý vị rất chi là hợp lý. Đó, rất là thoáng, hướng đông nam thì rất là mát. Phòng nào cũng được thiết kế và trang bị giống nhau. Tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà mỗi tầng 2 phòng, hành lang thì có cửa sổ thông thoáng. Đây, rất là mát. Xung quanh khu dân cư đông đúc, dân trí cao, học hành tiện lợi, con cái đi dạo rất là tiện lợi, chợ trường phường trạm ngay xung quanh nhà, phạm vi bán kính chỉ tầm 500m. Đó. Đây mọi người thấy không ạ? Rất là đẹp luôn, nhưng thực tế luôn ở trên video thì nó không thể đẹp được bằng ở ngoài đến xem thực tế đâu mọi người ạ. Ở ngoài thì nó sẽ tổng quát hơn. Đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 3. Đó. Quý vị nào muốn mua nhà trung tâm Hà Đông thì có thể cân đối căn nhà này hướng đông nam luôn. Mời người theo em lên khám phá tầng cuối cùng, tầng 4 của ngôi nhà nhé. Với tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Trên phía tầng 4 ở đây là có một ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo ở đây là khu vực thiết kế riêng để máy giặt này, sàn thoát nước, ổ điện cắm nước này, cắm điện. Đây là sàn thoát nước, đầu chờ và thiết kế ở đây một phòng thờ mọi người ạ. Riêng ở trên phía tầng 4 này thiết kế một phòng thờ riêng biệt cho quý vị. Phòng thờ, cửa ban công hướng ra bên ngoài và phần còn lại là phần sân phơi đây ạ. Đây là phần sân phơi. Với cái sân phơi này thiết kế rất là rộng. Với căn nhà này thì đổ trần 4-4 luôn mọi người nhỉ. Chứ không làm như kiểu là một số nhà ngoài anh quay, nó là mái tôn. Ở đây là đổ 4 trần luôn. Với cái giá chào bán tỷ 750 triệu cho một căn nhà nằm trên trục ngõ thông, thiết kế và xây dựng 4 tầng có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu thì mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin về căn nhà Vạn Phúc này, vui lòng liên hệ trực tiếp với lại nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041414 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.